Xin chào quý vị và các bạn. Trong những ngày đầu của tiết khí kinh chậm, có nghĩa là sâu nở, sương mù vẫn tiếp diễn ở các tỉnh thành miền Bắc. Còn Trung và Nam Bộ thì có nắng nóng diện rộng, ảnh hưởng phần nào đến sức khỏe của mọi người, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Cụ thể, các tỉnh thành miền Bắc sẽ có sương mù rải rác vào sáng sớm, mức độ dày đặc tập trung nhiều ở khu vực Nam Đồng Bằng và ven biển. Đến trưa và chiều ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời vẫn chuyển nắng trở lại. Nền nhiệt cao nhất giảm nhẹ so với 24 giờ trước, chỉ còn từ 24 đến 27 độ. Trong khi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ nắng sớm, mức nhiệt ngày cao 30 đến 33 độ. Riêng Mường Lay của Điện Biên, Sông Mã Yên Châu của Sơn La sẽ là những nơi xảy ra nắng nóng cục bộ. Dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp cộng với cả gió phơn đầu mùa, nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2024 đã xảy ra tại miền Trung trong hôm qua. Và sang đến hôm nay, dọc các huyện phía Tây, từ Nghệ An trở vào cho đến Quảng Ngãi, có nắng nóng với mức nhiệt cao 35 đến 36 độ. Còn ở khu vực ven biển phía Đông, ảnh hưởng của gió phơn đầu mùa chưa tới, vì thế nền nhiệt trong khoảng là từ 31 đến 34 độ. Dù không chịu tác động của hoàn lưu vùng thấp phía Tây nhưng mà do nằm sâu trong khối không khí ổn định, vì thế ở Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết chưa có nhiều biến động. Trời vẫn nắng ráo, nền nhiệt tiếp tục duy trì ở mức cao. Nắng nóng xảy ra cục bộ ở Tây Nguyên và miền Tây của Nam Bộ còn kéo dài trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Trên biển, vùng áp thấp yếu đi, không khí lạnh thì chưa tới, do hầu khắp các vùng biển nước ta đều giảm cấp. Ở khu vực phía Bắc và giữa của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Ở khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa gió nhẹ. Trưa ngày 5 tháng 3, tại khu vực huyện miền núi Con Plông, tỉnh Kon Tum, xảy ra trận động đất độ lớn 4 độ Richter và độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trận động đất xảy ra vào lúc 12 giờ 49 phút tại tọa độ 14.824 độ Vĩ Bắc, 108.273 độ Kinh Đông. Hiện Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất nêu trên. Với trận động đất có độ lớn 4 độ Richter vừa xảy ra vào trưa ngày 5 tháng 3, thì tính từ đầu tháng 2 năm 2024 đến nay, trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã xảy ra tổng cộng là 18 trận động đất nhỏ, động đất kích thích.